Thưa quý vị, xác định đảm bảo cung cấp điện ổn định là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống của nhân dân. Thời gian qua, Điện lực Long Thành, huyện Long Thành đã luôn chủ động và tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, đẩy mạnh số hóa quản lý và vận hành, sửa chữa lưới điện, qua đó đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, mang lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Trước đây, mỗi khi có sự cố về điện như chạm chập đường dây, cháy nổ bình biến áp, v.v., người dân phải gọi điện đến Điện lực Long Thành thông báo. Sau đó, Điện lực mới điều nhân viên đến hiện trường để xử lý sự cố với những biện pháp thủ công. Song từ khi Điện lực lắp đặt kết nối, vận hành gần 200 thiết bị đóng cắt có tải, grid blower, LBS bằng hệ thống SCADA là hệ thống giám sát điều khiển và thu thập dữ liệu, xử lý và hiển thị thông tin. Việc theo dõi, giám sát, xử lý sự cố về điện trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn. Tất cả những thông số về vận hành lưới điện thì nó sẽ về sự cố hoặc là dòng điện điện áp thì nó sẽ hiện lên cái bảng điều khiển này. Thì khi đó mình sẽ biết được quanh vùng được khu vực sự cố là khu vực nào. Đó để mình chủ động báo cho anh em tổ chức đó là đến khu vực đó để xử lý sự cố cho được nhanh gọn, cấp điện ổn định liên tục và đảm bảo an toàn cho đời sống nhân dân trong địa bàn Điện lực Long Thành quản lý. Hiện nay, Điện lực Long Thành đang quản lý vận hành 64 phát tuyến 22 kV với lưới điện trung thế hơn 931 km. Bên cạnh hệ thống SCADA, Điện lực còn ứng dụng các phần mềm số hóa khác như phần mềm PMIS, hồ sơ lý lịch của lưới điện, phần mềm GIS quản lý thiết bị, đường dây, trạm biến áp, lắp đặt thiết bị tự động và tính toán bằng các phần mềm để vận hành khép vòng lưới điện 22 kV nhằm giảm thời gian và số lần mất điện của khách hàng, sửa chữa không cắt điện, qua đó nâng cao độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng. Với thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đầu tư để làm sao mà việc hệ thống lưới điện thông minh là tốt nhất, hạn chế ngăn chặn được cái việc mà xử lý sự cố xảy ra kéo dài và làm ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất. Tiến tới năm 2025 về ngành điện nói chung thì Long Thành là sẽ là toàn bộ số hóa hết tất cả các cái hệ thống lưới điện cũng như là công tác dịch vụ để là phục vụ tốt cho công tác sản xuất kinh doanh. Có thể nói, việc Điện lực Long Thành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý và vận hành, sửa chữa lưới điện đã giúp xây dựng thành công lưới điện thông minh, duy trì nguồn điện cung cấp ổn định cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.